Hello mọi người, chào cùng mình và mình là Ngắm Mây TV đây. Thì hôm nay mình quay trở lại làm thêm một video cho mọi người cùng xem nữa nè. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục liên quan đến chủ đề vẽ vời. Và hôm nay Ngắm sẽ tiếp tục vẽ một loại quả 3D nữa. Đấy, đó chính là quả táo. Và nhưng mọi người đã thấy Ngắm đang tiếp tục vẽ. Giỡn thôi chứ đây là quả táo thiệt. Tôi chỉ dùng để hồi nữa tôi nhìn tôi vẽ thôi. Đấy, và đây sẽ là người mà chúng ta sẽ vẽ trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì không chuyện gì nữa, chúng ta bắt đầu ngay vào luôn video nào. Let's go. Ok thì có nên để vậy vẽ không ta? Thôi để vậy đi. Tao nghĩ là để như vậy nó sẽ dễ vẽ hơn. Bây giờ để như kia nó sẽ hơi cao siêu quá so với ngắm. Giờ đầu tiên là sẽ phát thảo cái quả táo này trước. Đấy. Thì Ngọc đã nói rồi là Ngọc sẽ đọc comment của những bạn bên channel của Ngọc Senpai và Ngọc channel ở bên kênh channel của Ngọc Béo TV. Đó, thì nên cho nên là các bạn, Ngọc nói luôn là những bạn nào mà muốn những bạn nào mà muốn ha được đọc bình luận ở bên trên channel của Ngọc Béo TV thì nhớ là qua bên channel của Ngắm Senpai để stream nhé. Bởi vì là thường Ngắm thường xuyên lấy những comment bên Ngắm Senpai hơn là Ngắm channel đó nha. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với bình luận đầu tiên nào. Bạn này tên là Do Ai mà ra. Bạn này tên là Do Ai. Chị vẽ đẹp quá đi. Fan chị. Lúc nào chị cũng vẽ đẹp hết luôn. Cảm ơn bạn Do Ai đã khen chị nha. Thương bạn Do Ai quá đi hà. Ấy. Và bạn theo tên là bạn Như Huyền Huynh. Quay chậm lại một chút nha. Ok, và Ngọc nói luôn là cái điện thoại của Ngọc mất khi mà tôi thì Ngọc không biết cách làm sao để cho nó quay chậm lại, mà cơ bản là nó mặc định như vậy rồi. Và mong các bạn thông cảm và Ngọc sẽ cố gắng khắc phục cái lỗi này sớm nhất có thể nha. Tiếp theo là bạn bé Tho TV lại. Chị vẽ em đi. Ok, thì Ngọc sẽ miêu tả cái bạn thôi chứ Ngọc không miêu tả, không vẽ bạn được nha. Bạn là một người có cái đầu tròn, cái mình dương và xung quanh bạn là mọi người. Ok, bạn tiếp theo có tên là Vi Nguyễn. Wow, hay dấu ư. Wow, rất cảm ơn Vi Nguyễn đã dành thời gian sự video của Ngọc nha. Yêu Vi Nguyễn nhiều. Bạn tiếp theo có tên là Nguyên Hoa. Wow, chị vẽ đẹp quá. Cảm ơn Nguyên Hoa đã khen chị nha. Và tiếp theo có tên là Khôi Mai. Trời ơi, đã khôi rồi còn mai nữa chứ. Thật là thú vị. Bạn thích bạn này tên bình luận là chị ơi, em cũng vẽ giống nhưng xấu lắm. Hù hù. Ôi nhập Khôi Mai quá. Khôi Mai cứ cố gắng nè. Khôi Mai còn để thêm chị Lân nữa. Không biết là để làm gì nhưng mà Khôi Mai cứ cố gắng lên. Tập càng nhiều thì vẽ sẽ càng tốt hơn thôi. Đó, bạn tiếp theo là Lê Minh Thư. Bạn nói là 54% à Ngọc ơi, mà cũng rất là đẹp. Ngọc còn tưởng là nó còn 0% chứ. Bạn kêu 54% là Ngọc cũng dư rồi. Bạn còn kêu rất đẹp là Ngọc càng vui hơn. Đấy, bạn tiếp theo có tên là Khánh Thi 1512. Trần. Bạn này kêu là Ngọc ơi, mai mốt Rê nha, Suku nha. Ngọc không nào được. Xin lỗi mọi người nha. Xin lỗi bạn đấy nha. Hứa nguyện để tóc không đẹp lắm. Mặt nhà mặt 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 gắt mặt gắt gắt đó. Ngọc dễ không đẹp, tóc không đẹp thiệt. Cái này là Ngọc công nhận là không đẹp thiệt. Nên cho nên là mong mọi người không kẹt. Mình sẽ cố gắng là kiểu như cho tay nghề cũng lên một chút. Đấy. Bạn tiếp theo là Nguyễn Thị Tốt. Bạn tên là bạn ghi bình luận là bạn vẽ đẹp quá. Rất cảm ơn Nguyễn Thị Tốt đã dành thời gian xem video của Ngọc và bình luận cho Ngọc vui nha. Thế là kêu đây, kêu đây. Chị Huyền em Thê Khoen E Ve Men Ke Khung Chờ Cờ Chu Ve Đe Thê Nay Sai Ti Le He. Thì nó sẽ dịch tạm thời ra là chị khuyên em vẽ kẻ khung trước chứ vẽ
ép thế này xài tỷ lệ hết. Vâng, em rất cảm ơn Jerry đã dành thời gian để kiểu như bình luận một câu để em có thể biết được những khuyết điểm của em nha. Để tiếp theo của tôi là Miu Miu Channel, bạn ghi là chấm 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 chấm. Ok, và nó cũng rất cảm ơn bạn Miu Miu Channel đã chấm 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 hỏi chấm hỏi chấm hỏi cho ngẫm nha. Và tiếp theo của tôi là Min Tay, bạn ghi là giống 70%. Rất cảm ơn bạn Min Tay đã dành thời gian làm video ngẫm và khen ngẫm này làm cho 70% nhé. Chị yêu dữ hệt. Tiếp theo của tôi là Tiểu Gạt, để cái avatar của tôi thế ngẫm tỉa tóc chỉ tóc. Ngắm tỉa tóc chỉ gì nghe còn hợp lý đó. Ngắm tỉa tóc cho bồng bềnh một xíu nghe, chán còn hơi cao đó ngắm ơi mặt cười. Rất cảm ơn Tiểu Gà đã dành thời gian để góp ý cho ngắm nha. Ngắm sẽ ghi nhớ cái góp ý này trong đầu. Tiếp theo của tên là Ichigo Hoshimiya. Em nhìn tiếng Nhật á mọi người. Anh có tên là tốt không giống nhưng tôi lại hiểu rất vậy. Cảm ơn Ichigo Hoshimiya. Ok, bài tiếp theo có tên là Hiếu Gam Tây Giây. Giống khoảng 90% à ngắm thò ơi chú Hiếu Gam. Dư quá. Rồi 90% dư lắm vậy nhá. Bài tiếp theo có tên là Phương Thanh. Hello ngắm, hello Phương Thanh. Bài tiếp theo là Mèo Tí Tí. Ngắm vẽ trên chân dung ngắm đi. Tôi không bao giờ vẽ trên chân dung tôi cả. Bài tiếp theo có tên là bạn Trâm Thanh. Đẹp quá y. Ôi trời ơi, Trâm Thanh kawaii quá y. Trời ơi. Bạn thứ hai có tên là Remilin TV. Đó, đẹp quá. Chấm tin, chấm tin, chấm tin. Cười mừng, cười. Nghe răng, nghe răng. Ok, cảm ơn Remy đã khen ngắm nha. Trời ơi, đang giờ nó khô cái cổ. Bạn thứ hai có tên là Domi Sam. Đó, trời ơi, thế nên tôi đọc lộ mình nè. À, vậy mọi người biết rồi ha. À, về cũng đẹp. Tôi nghĩ là tôi không đẹp đâu. À, bạn là Domi Sam không khiêm tốt làm gì. Bạn thứ hai có tên là Nguyễn Thanh. Đẹp quá ngắm ơi. À, cảm ơn Huyền Thanh nha. Đấy, cô Terin đẹp quá chị ơi, like một. Trời ơi chị về học theo đúng đó, nghĩa là bạn ghi nè. Đẹp quá chị ơi, like one. Trời ơi chị về chị gì giờ sờ không là dịch ra là đẹp quá chị ơi, lên một. Trời ơi chị về chị được không? À chị không về chị được em nha, yêu em nhiều. Và thứ hai có tên là giờ là banh chia em gặp chưa. Ok, cảm ơn giờ là banh để dành thời gian như cái bình luận này chia dấu gặp chưa cho ngắm nhé. Và thứ hai có tên là đục hay lù. Đục hai cúc thì nghe nó cũng hợp lý. Thôi mọi người đừng quan tâm cận hôm nay. Chị vẽ đẹp lắm, chị vẽ được 1%. Không phần trăm thì tôi không được, tôi 1%. Đây là một hình thức sỉ nhục ngẫm không khai gì buồn á. Hôm hồi cũng rất cảm ơn bạn đã dành thời gian. Kiểu như cho bạn ngẫm biết góp ý của bạn nha. Bạn đã có tên là Đức Nguyễn. Hai Đức Nguyễn. À, nước ngu ti gì à không, còn bạn Hung Trần nữa. Chị bị đẹp quá. Ôi trời, cảm ơn Hung Trần nha. Hung Trần dễ thương quá hả. Và tiếp theo có tên là nước ngu ti gì. Chị đừng khiêm tốn nữa, chị vẽ đẹp mà. Cảm ơn bạn núp giỏi ti gì nha. Đó, tiếp theo là bạn Minion. Trời ơi, chắc ngoài đời như Minion lắm nha. Cái tên nhà chị ơi, tôi không. Chị ơi, tớ không giống lắm. Đấy, à, chán hơi cao. À. Cảm ơn mình ngon nhé. Đây giờ này, cái kiểu như là cho ngọc biết được. Kiểu như cảm nhận của bạn. À, bạn có thể có tên là Ninja Official VN. Chị ba. Bạn này là em. Trời, nuôi của ngọc bạn tên là Trần Thị Ngân nhé. À, hay còn gọi là gì mà Phi Long Phi Cần ở trên đi qua. Ok, và tiếp theo có tên là ngắm ơi, ngắm đẹp đấy, mong được ngắm tim. Bạn tên là Trương Khôi Trương, cảm ơn bạn Trương Khôi Trương. Và tiếp theo có tên là
là cái dấu đang ngủ với mọi người trên Z đó, mọi người hiểu không? Hiểu hay? Dõng ơi, Dõng ơi, tôi tên Dõng. Oh, tôi tên Dõng nha mấy bạn. À, Ngỗng ơi, lần đầu xem sớm mi. Trời ơi, thêm thơm hãy vui à, tim. Ai nói Ngỗng vẻ xấu chứ, Ngỗng vẻ đẹp vậy cơ mà. Ai nói chăn trâu là khổ. Bạn này tên là Chín Út. Chín Út. Rất cảm ơn Chín Út đã nhận video của Ngỗng nha. Thứ hai tên là Cục Kha Bông Chín Bông Chín. Cảm ơn Kha Xanh Lẹ Xanh Lét đã. Đi lại đẹp lắm luôn nhé. Cảm ơn Kha Xanh đó. Kha thích màu xanh ấy. Tôi biết pha anh tôi rõ vậy đấy. Tuyến Nguyễn thì hai chị xem hay trễ không sao em. Thứ hai tên là Phương Thanh. Hello Ngọng, Ngọng vẽ siro đi Ngọng. Ngọng đã vẽ siro bên kênh của Ngọng Channel rồi nha Phương Thanh. Thứ hai tên là Phụng Lam để avatar à, một nhân vật nữ trong làng anime mà Ngọng đã từng rất hâm mộ. Sakura Haruno trong bộ phim huyền thoại Naruto Minza cứu vợ lộ Minza cứu bạn đó. I love you, à lộ I love Ngỗng. Ok, Ngỗng lớp Phụng Lâm. À, thứ hai tôi tên là Ánh Vy IV cũng hay hay A1. Ngỗng ơi, năm 2020 chị Triệu Lệ Dũng sẽ ra phim mới đây. Tên phim là Hổ Phỉ đấy. Ngỗng nghe đồn đồn là hình như là chị Triệu Lệ Dĩnh sẽ làm một bộ phim chung với bác lão sư của chúng ta đó nha. Và Ngỗng rất là mong chờ cái bộ phim này luôn. Thì dạng sẽ ra hình như có thể, ấy Ngỗng nghe đồn thôi. Ngỗng nghĩ là Vương Nhất Bác khuôn ngầu, dễ thương, đẹp trai của chúng ta. Nhất định nhất là hơn nhất gì kia vậy nha. Để tiếp theo đó là Khương Nguyên. Không, bạn Hà Mi Channel, bạn dễ đẹp lắm bạn ơi. Hâm mộ rồi nha. Chúc Ngỗng một ngày cuối tuần vui vẻ. Mong được làm quen với mọi người. Bạn thấy có tên là Khương Nguyên. Xem sớm rồi, cảm ơn Khương Nguyên đã xem sớm nha. Thảo Ngọc, mình là thần tượng của... Bình luận này bạn ghi hơi sai. Mình là thần tượng của Triệu Lệ Dĩnh đấy. Triệu Lệ Dĩnh thần tượng bạn. Mình thần tượng chị Triệu Lệ Dĩnh ấy chứ không phải là mình là thần tượng chị Triệu Lệ Dĩnh ấy. Ok, cảm ơn Thảo Ngọc đã dành thời gian xem video và comment cho Ngỗng vui nha. Để thấy cái tên là Nisa Chan. Em xem sớm rồi, nhân đây. Nisa Chan thật là chăm chỉ. Yêu Nisa Chan. Tim. Ok, lại cộng tóc nó vô miệng. Ok thì cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để bình luận ở trong video vừa rồi mà Ngỗng đã đọc lên nha. Đấy, và video đó là video về Triệu Lệ Dĩnh. Bạn nào chưa xem thì có thể qua channel của Ngỗng Senpai để xem nha. Đấy, và bạn nào cũng là fan Triệu Lệ Dĩnh thì cũng qua xem nha. Đó, bạn nào là fan Dương Nhất Bác với Tiêu Chí cũng xem luôn đi. Bây giờ tôi là fan Dương Nhất Bác Tiêu Chí nè. Đó, ok. Cục tế của tôi mua 5.000 ngoài chợ Đồng Xuân á. Mọi người nhớ bà Ngỗng Senpai đưa ủng hộ cho Ngỗng nha. À, nhớ bà ủng hộ nhiệt tình nha. Anh tôi có chuyện, tôi mua tẩy mới chứ cục tẩy đó, tôi mới tẩy có cái thiếu nó đen đó. Nó từ bút màu cam thành bút màu đen luôn, mọi người biết rồi đó. Ok, giờ tôi ngồi tôi sẽ bôi. Tôi bôi. Rồi tôi dùng tẩy tôi tẩy lại cho nó bằng một tí nè. Đấy. Và Ngỗng xin... Tại vì hát mắt làm sao tôi dễ những chấm vàng. Không có chuyện gì là khó, chỉ sợ làm không bền. Lấy bút xóa chấm vàng lên là lấy màu vàng tôi lên là xong chứ gì. Ai quy nam cực. Ok. Không xin ngồi ngọn chấm. 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 Vậy chúng mình sẽ tiếp tục ngoài chấm. Ngoài chấm. Ngoài chấm. Ngoài chấm. Ngoài chấm. Chấm. Chấm và chấm. Giống như là có một rùi mọi người. Ok, Ngọc sẽ coi cho nó khô chưa cái đã. Đó. Rồi Ngỗng mới tô màu vàng lên. Đấy. Sao nó không dính màu à ta? Ngỗng thì nó không dính màu mấy. Nó vẫn còn màu trắng kìa. Ok, màu lông này xong mà phế quá vậy. Thật là tức. Được rồi, hãy xem cái gì màu của ta đây. Lọt lọt lọt. Đấy, thấy chưa? Ăn màu ghê chưa? Đó. Ăn màu chưa? Ăn màu chưa? Tôi nhiều lại. À, ok,
Đó, trời ơi, mình cũng giống lắm chứ ông bộ. Đó, nhưng mà thôi ra tôi vẫn muốn ăn trái táo bên trái hoặc là trái táo bên phải. Vì ăn trái táo bên phải là tôi trúng thật luôn đó. Ok. Thì, ok, bây giờ ngọc phải ký tên, đã ký tên đó. Ngọc nè. Shit. Đấy. Ok, này ông béo. Trời. Kiểu như lâu lâu hay bị lẻo, mọi người hiểu không? Đó, cái gì cũng có sai lầm của nó, mọi người hiểu không? Đó, nè, nè, đi nè, xét cái nữa nè. Ôi, bà nè. Ok, video này rồi, thêm người hay, hãy nhớ lại cho ngẫm một like, một share và một đăng ký cũng được cho mình cảm phòng bấm nha. Còn bây giờ thì, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại những video sau, yêu mọi nhiều.